Nhà đấu giá có trụ sở tại Boston của Mỹ đang bán đấu giá bụi mặt trăng do những con dán ăn và tiêu hóa. Số bụi này được khai thác từ sứ mệnh Apollo 11, chuyến bay không gian đáp xuống mặt trăng của phi hành gia Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin vào tháng 7 năm 1969. Theo đó, các nhà khoa học cho dán ăn để quan sát tác động bệnh lý tiềm ẩn từ bụi mặt trăng lên loài vật này và sau đó họ lấy bụi ra từ bụng của dán số bụi nặng 40 mg và được đựng trong lọ thủy tinh. Giá cao nhất đang được trả là 30.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, do bụi mặt trăng từ sứ mệnh Apollo 11 đã được trả giá 500.000 đô la Mỹ vào tháng 4, nhà đấu giá cho rằng mẫu vật từ bụng rán có thể được bán ở mức 400.000 đô la Mỹ. Phiên đấu giá sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 6 tới đây.